Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của mình. Và kính chúc tất cả mọi người đang xem video có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Và trên tay mình đây là một cây lan hồ điệp được trồng giữa than và sơ dừa. Và nội dung của video này, mình chia sẻ một phương pháp, đó là sử dụng từ những trái dừa như thế này và dùng lớp vỏ của nó để trồng cây lan hồ điệp. Và để trả lời cho những bình luận của mọi người là ngoài sử dụng vỏ thông hoặc là than, rêu thì còn những thứ khác có thể trồng được lan hồ điệp nữa hay không? Và mình ngồi trồng lan hồ điệp trên gỗ lũa hoặc là trồng trên các cái sóng thì mình còn sử dụng lớp vỏ của trái dừa này để trồng cây nữa. Mình đã tách sẵn ra từ lớp vỏ dừa như thế này. Giờ mình sẽ xé sợi ra để tí mình sẽ xử lý để dễ trồng cây. Và những lớp sơ dừa như thế này trồng những cái lan hồ điệp rất là tốt. Khả năng giữ độ ẩm cao và thoát nước tốt, cho nên mình hay tận dụng sơ dừa này kết hợp với than để trồng lan. Để tận dụng lớp vỏ từ sơ dừa này, mình đem đi trồng lan thì bắt buộc phải xử lý. Và phương pháp xử lý của mình thì mình sẽ xử lý bằng vôi. Có thể sử dụng vôi nông nghiệp hoặc là vôi tôi. Sau khi mình xé sợi nhỏ thì mình sẽ đem đi ngâm nước vôi khoảng 15 đến 30 phút. Và mình sẽ sử dụng vôi nông nghiệp để xử lý những cái sơ dừa này. Và hiện tại mình đang có vôi nông nghiệp cho nên mình sử dụng luôn. Và đối với một thùng như kia mình sẽ sử dụng 2 muỗng. Và vôi nông nghiệp này mình mua trên Shopee. Nếu mà mọi người còn thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận. Mọi người có thể mua để sử dụng cho những cái lan hồ điệp hoặc là những loại cây khác. Và khi ngâm như thế này thì các hoạt chất ở trong vôi nó sẽ sát khuẩn và giúp cho các sơ dừa nó sạch sẽ hơn và nó loại bỏ hết những loại nấm bệnh. Vôi nông nghiệp này nó không có tác dụng sinh nhiệt và nó không có nóng và nó không có độc hại đối với sức khỏe con người, cho nên mình hay sử dụng nó để tưới cây và xử lý các giá thể để chuẩn bị trồng cây. Và đây là những cây lan hồ điệp mình hay sử dụng được vôi để tưới này. Mọi người sẽ thấy được rằng bộ lá của nó phát triển rất là tốt. Và trên lá nó thường dính lại những cái vệt hoặc là những cái vết đốm màu trắng, đó là do nước vôi để lại. Mình hay sử dụng nước vôi trong và nước vo gạo để tưới. Ngoài ra mình còn dùng các chất hữu cơ khác cho nên cây của mình rất là khỏe. Và sau khi ngâm 30 phút thì các hoạt chất ở trong vôi nó đã sát khuẩn và tiêu diệt các mầm nấm bệnh ở trong sơ dừa. Thì bây giờ mình sẽ vớt ra để đi phơi và sau đó khi mình sử dụng thì mình sẽ cắt nhỏ ra để mình dùng để trồng cây. Và ở video sau mình sẽ trồng một số những cây lan hồ điệp mới bằng sơ dừa này, cho nên mọi người nhớ nhấn đăng ký để đón xem những video tiếp theo. Đặc biệt lớp vỏ sơ dừa này khi mọi người ngâm nước vôi thì nó rất là lâu bị mục. Có thể trồng những cây lan hồ điệp tới gần 4 đến 5 năm và mình đã áp dụng như vậy. Nếu mà muốn lâu hơn nữa thì mọi người có thể kết hợp sơ dừa với than để trồng vào những chậu và có thể trồng ở trong nhà vì nó rất là sạch. Một số cây lan hồ điệp mình trồng trong nhà mình hay trồng bằng vỏ thông hoặc là bằng sơ dừa như thế này. Và sẽ phải phơi khô và để sử dụng cho những lần trồng cây sau. Và khi trồng thì mình sẽ cắt ra và chia nhỏ nó ra nữa chứ không phải để vậy. Và đối với phần nước ngâm sơ dừa lúc nãy thì mình sẽ tận dụng nước này để mình chăm lại những cái lan hồ điệp. Trong nước vôi bổ sung rất là nhiều canxi giúp cho cây nó phát triển rất là khỏe mạnh. Và mình sẽ tưới trực tiếp lên trên bộ rễ.
Ngoài ra thì ngoài những cái lá ngô điệp, mình còn sử dụng nước vôi để chăm những loại cây kiểng và các loại cây rau màu. Nó sẽ trung hòa độ axit và giúp cho cây bổ sung canxi cho cây, giúp cho cây khỏe mạnh và rất là tốt. Đây là những cây rau màu của mình mà mình thường hay sử dụng để làm thực phẩm này. Và mình xin phép dừng video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh. Và mọi người có thể sử dụng phương pháp xử lý sơ dừa của mình để giúp mọi người có thể trồng được những cái lan hoặc là các loại phong lan khác bằng sơ dừa rất là hiệu quả, và nó giúp cho cây phát triển rất là nhanh. Và tạm biệt tất cả mọi người.